Chuối có hiệu quả trong điều chỉnh tâm trạng, giảm lo âu. 1. Giàu vitamin B6. Chuối là nguồn cung cấp vitamin B6 dồi dào. Chất này đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin, dopamine và GABA. Serotonin thường được gọi là hormone cảm thấy dễ chịu, giúp thúc đẩy cảm giác hạnh phúc và bình tĩnh, trong khi dopamine đóng vai trò trong động lực và khoái cảm. Thiếu hụt B6 có thể góp phần gây ra các triệu chứng lo âu và rối loạn tâm trạng. 2. Chứa magie. Chuối, một loại trái cây phổ biến và có sẵn rộng rãi, chứa một lượng magie đáng kể. Khoáng chất này có liên quan đến việc giảm tổng hợp các hormone gây căng thẳng như cortisol, thường tăng lên trong thời gian căng thẳng và lo lắng. Magie giúp thư giãn cơ, làm dịu hệ thần kinh và do đó làm giảm các dấu hiệu lo âu. 3. Nguồn chitophan tự nhiên. Chuối là nguồn chitophan tự nhiên, một loại axit amin thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa tâm trạng. Điều này khiến việc ăn chuối để giảm lo âu trở thành cách hoàn hảo để giải tỏa căng thẳng. Chuyên gia dinh dưỡng Samjen Saniza cho biết, cơ thể con người sử dụng chitophan để tổng hợp serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh thường được gọi là hormone hạnh phúc. 4. Tăng cường sự ổn định lượng đường trong máu. Đường tự nhiên có trong chuối, kết hợp với hàm lượng chất xơ của chúng, góp phần ổn định lượng đường trong máu. Nguồn cung cấp năng lượng ổn định này giúp duy trì tâm trạng ổn định và giảm khả năng gặp phải những phản ứng cảm xúc tiêu cực. Do đó, việc bổ sung chuối vào chế độ ăn để giảm lo lắng là hiệu quả.